안녕하세요, 여러분. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học luyện thi TOEIC sơ cấp 1. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau tìm hiểu xem TOEIC sơ cấp 1 thì sẽ có những dạng đề như thế nào và cái dạng đề đó thì chúng ta sẽ phải giải quyết nó ra làm sao. Mình hy vọng rằng là các bạn sẽ cùng với cả mình chăm chỉ cũng như là kiên trì luyện tập từng chút một để có thể đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi TOEIC nhé. Đầu tiên là chúng ta, bài học đầu tiên, tất nhiên rồi, chúng ta sẽ phải cùng nhau học vào dạng đề đầu tiên đúng không ạ? Dạng đề thứ nhất. Vậy dạng đề thứ nhất là dạng đề như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên chúng mình cùng xem nhé. Dạng đề thứ nhất là dạng đề 문장의 중심소재 파악. Tức là gì nhỉ? Tức là nắm được cái ý chính, nắm được cái ý chính của câu văn. Vậy như thế nào là nắm được ý chính của câu văn? Dạng đề này người ta sẽ cho các bạn một câu văn. Ví dụ ở đây chúng ta có một câu văn như thế này. Và chúng ta sẽ phải đọc hiểu xem là câu văn này đang muốn nói đến điều gì. Cái trọng tâm chính của câu văn này đang đề cập đến vấn đề gì hay đề cập đến điều gì thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án ở phía dưới như thế này. Chúng mình sẽ cùng nhau thử làm từng câu một để xem là dạng này sẽ phải làm như thế nào và cái cách làm của nó ra sao nhá. Nào, chúng ta cùng nhau đi vào ví dụ đầu tiên. Chúng mình cùng nhau đọc qua một lần nào. 저는 최민수입니다. 이 사람은 존입니다. Nào, chúng mình cùng xem là tất nhiên là khi mà chúng ta bắt đầu cùng nhau đi làm dạng đề topic thì sẽ có những từ mới đúng không ạ? Bởi vì chúng ta bắt đầu cùng nhau học mà. Thì chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt tìm hiểu những cái từ mới ở trong đây. Sau đó sẽ cùng nhau lần lượt dịch thử câu văn này sang tiếng Việt. Và từ tiếng Việt chúng ta sẽ thử xem là à, đoạn văn này hoặc câu văn này đang nói đến điều gì nhá. Từ mới ở trong câu văn này gồm có những từ mới nào nhỉ? Chúng ta có này. Chúng ta có đầu tiên là saram. Saram là người đúng không ạ? Chúng mình nhìn thấy có từ saram ở đây. Saram là người đúng không ạ? Tiếp theo chúng mình có từ chumal là cuối tuần. Chúng mình nhìn vào đáp án nhé. Tất nhiên là để mà nắm được ý chính rồi là một việc. Việc tiếp theo chúng ta phải làm là nắm được xem là cái phần đáp án người ta đưa ra là gồm những cái ý gì hay gồm những cái từ gì. Phải hiểu được thì chúng ta mới chọn được đúng không ạ? Thì đầu tiên là chúng mình thấy có từ mới saram là người ở câu văn này. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu xem bốn cái đáp án này thì có nghĩa là gì. Có chumal là cuối tuần đúng không ạ? Chumal là cuối tuần. Tiếp theo chúng ta có nai. Nai là gì ạ? Là tuổi tác, nói về tuổi của mình ạ. Ví dụ như mình là Sumusan chẳng hạn, là mình 20 tuổi chẳng hạn thì sẽ là nai, tuổi tác. Tiếp theo chúng ta có câu 3 là irum. Irum là tên đúng không ạ? Khi mà mình học mới học tiếng Hàn thì mình thấy đa phần các bạn sẽ đều học giới thiệu tên đúng không nhỉ? Chế irum đúng không ạ? Thì irum chính là nghĩa là tên. Và cuối cùng chúng ta có shikan là thời gian. Shikan là thời gian. Rồi, sau khi mà chúng ta cùng nhau xem qua từ mới thì một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao có hai cái từ này ở đây mà mình lại không dịch đúng không ạ? Tại vì đó là tên riêng. Đây là tên riêng nhá. Ví dụ như các bạn khi mà mình giới thiệu tên mình chẳng hạn, mình sẽ đọc tên riêng của mình ra thì tên riêng của mình làm sao mà dịch sang một cái thứ tiếng nào khác được đúng không ạ? Thì đây là tên riêng. Ví dụ ở đây dịch sang là tôi là gì nhỉ? Tôi là Choi Min Su. Tôi là Choi Min Su. Im gì ta? Đây là học tiếng Hàn, khi mới bắt đầu học tiếng Hàn chúng ta sẽ giới thiệu tên mình như thế nào nhỉ? 제 이름은 땡땡땡 입니다. Tên của tôi là gì gì đó đúng không ạ? 저는 최민수입니다. Tôi là 최민수. Tiếp theo ở đằng sau chúng ta có y. Y ở đây là gì nhỉ? Y ở đây là người này. Y ở đây là này. Này thì saram ở phía sau sẽ là người này. Tức là đang giới thiệu xem người này là ai đúng không ạ? 이 사람은 존입니다. Người này là John. Tên tiếng Anh là John đúng không ạ? Vậy thì khi mà các bạn đã dịch ra rồi, các bạn thấy ở đây xuất hiện cái gì? Hai tên đúng không nhỉ? Tên của hai người đúng không ạ? Tên của hai người thì sau khi mà các bạn thấy tên của hai người, các bạn có thể đối chiếu xuống đáp án. Rất dễ dàng chọn ra đúng đúng không ạ? Tên thì không liên quan gì đến cuối tuần. Tên thì lại càng không liên quan gì đến tuổi. Và tên thì tất nhiên lại cũng không liên quan gì đến thời gian. Ở đây chúng ta có irum. Quá dễ dàng có thể chọn được đúng không ạ? Vậy đáp án của chúng ta chắc chắn rồi là đáp án 3 đúng không ạ? Các bạn có thể thấy đấy là với trình độ sơ cấp 1 của TOEIC của cái kỳ thi năng lực tiếng Hàn ấy ạ, thì các câu văn của nó không hề khó. Nhất là với dạng 1 như này thì các câu văn ban đầu không hề khó, lượng từ mới cũng không hề nhiều và chúng sẽ lặp đi lặp lại trong các câu văn phía sau. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết thêm một vài câu văn nữa và các bạn có thể thấy được rằng là à, những cái từ vựng này lặp đi lặp lại liên tục mà chúng ta chỉ cần chăm chỉ làm đề này, chăm chỉ học thì chắc chắn là sẽ nhớ được từ vựng cũng như là chắc chắn là có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn.
Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đến với câu văn thứ hai nhá, để xem là liệu cái từ mới nào xuất hiện hay là những từ nào có thể lặp lại nào. Chúng ta cùng xem. Ở đây cùng nhau đọc một lần nhá. 불고기를 먹습니다. 맛있습니다. Nào, ở đây chúng mình cùng xem đáp án nhá. Chúng ta có shopping này, có salad. Từ salad mày lặp lại đúng chưa nhỉ? Ngay câu trước chúng ta đã có từ salad nghĩa là gì? Nghĩa là người đúng không ạ? Chúng ta có từ nore và có từ ưng xích. Ở đây có từ salad lặp lại rồi này. Chúng ta cùng xem từ mới gồm có những gì nhá. Chúng ta có đầu tiên là masita. Ở đây chúng mình thấy có từ masita này. Masisumita là khi mà đã chia đuôi rồi đúng không ạ? Từ gốc chúng ta có từ masita nghĩa là ngon, vị nghĩa là ngon. Từ này trái nghĩa về nó chúng ta sẽ có một từ là matopta. Matopta. Matopta nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là không ngon, trái nghĩa về nó. Các bạn cố gắng học theo kiểu là đôi từ đi với nhau, từ trái nghĩa đi với nhau thì có thể sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn hơn. Khi mà, thứ nhất là khi làm đề có thể gặp lại chúng thì chúng mình sẽ nhớ được từ này nghĩa là gì này. Thậm chí là tìm một từ trái nghĩa thì nếu trong trường hợp mà giao tiếp ngoài đời thực thì các bạn có thể dễ dàng sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn hơn đúng không ạ? Rồi, từ tiếp theo chúng ta có từ mokta. Khi mà chia đuôi thành moksumita đúng không ạ? Mokta là ăn. Hành động ăn thì chắc chắn là ai cũng biết rồi, mình nghĩ là mình không phải giải thích nhiều đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có từ bulgogi. Ở Việt Nam ấy, khi mà nói về đồ ăn Hàn Quốc thì từ bulgogi này xuất hiện rất là nhiều đúng không nhỉ? Và người Việt Nam thì thường mặc định bulgogi nghĩa là thịt nướng đúng không? Thế nhưng không, ở Hàn thì bulgogi nó còn có nghĩa, nó còn một cách chế biến khác, đó là thịt xào. Ở Hàn ấy, khi mà gọi món bulgogi, ví dụ khi các bạn đi vào một nhà hàng nào đấy, các bạn gọi món bulgogi thì thường người ta sẽ đưa cho các bạn một đĩa thịt đã xào, chứ không phải là các bạn sẽ nướng trên bếp than hay là bếp điện như là ở Việt Nam. Chính vì thế là tránh nhầm lẫn khi mà các bạn sang Hàn nhá. Nhiều bạn khi mà mới sang Hàn gọi bulgogi thấy người ta bê ra một đĩa thịt cảm thấy hình như đấy không phải là món mình muốn. Nhưng mà đó là sự thật, khi mà gọi bulgogi thì người Hàn sẽ đưa ra một cái đĩa thịt, thường là đĩa thịt xào trước rồi, chứ không phải là thịt nướng như ở Việt Nam đâu ạ. Rồi, chúng ta có tiếp tục là từ shopping. Từ này là từ tiếng Anh, gốc của nó là từ shopping trong tiếng Anh ấy ạ. Nghĩa là mua sắm, đi mua sắm, shopping. Chúng ta có từ saram lặp lại rồi đúng không ạ? Nghĩa là người. Có từ nore là bài hát. Nore là bài hát. Và cuối cùng chúng ta có từ ưng xích là đồ ăn. Đồ ăn, đồ uống, thực phẩm, thức ăn đều là dùng ưng xích nhé. Ở đây chúng ta có ưng xích là đồ ăn. Vậy thì sau khi mà chúng ta có từ mới ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau dịch thử một lần nhé. 불고기를 먹습니다. Tôi ăn. Ở đây là tôi ăn thịt. Thịt nướng thì xào đúng không ạ? Và câu sau là masisumida tức là nó ngon. Hai câu văn này là hai câu văn đơn, rất là đơn giản để dịch đúng không nhỉ? Chúng mình không cần phải quá là phức tạp hóa nó lên. Chúng mình chỉ cần dịch từ với từ là chúng ta có thể ra nghĩa của câu rồi. Vậy thì sau khi dịch xong, các bạn có thể thấy rõ ràng câu văn này đang đề cập đến điều gì? Rõ ràng rồi, đang nói về thức ăn đúng không ạ? Nó thức ăn, tại vì chúng ta có món thì xào này, chúng mình ăn này, chúng mình lại khen nó ngon này, thì tất nhiên là đang nói về việc ăn uống đúng không ạ? Mà ở đây từ duy nhất liên quan đến ăn uống cũng như thức ăn đó là từ ưng xích đúng không ạ? Shopping là mua sắm. Ở đây không có từ gì đề cập đến việc mua sắm cả. Ở đây có một động từ duy nhất là động từ ăn mà thôi, đúng không ạ? Saram thì lại càng không phải. Ở đây không hề nói gì đến người đúng không? Không hề đề cập gì đến người cả, chỉ đề cập đến món ăn mà thôi. Bài hát thì lại càng không phải, đúng không ạ? Vì chúng ta có động từ ăn mà. Vậy thì chắc chắn rồi, đáp án của chúng ta chỉ có thể là 4 mà thôi, ưng xích. Có thể thấy rằng là không hề khó khăn trong cách giải quyết những cái câu văn này đúng không nhỉ? Chúng mình chỉ cần nắm được cái động từ của nó này. Bởi vì những câu văn này thường nó sẽ không quá phức tạp. Trong câu thường chỉ xuất hiện từ, ví dụ như hai câu văn như này thì tối đa là khoảng hai động từ mà thôi. Cũng như là cách dịch của những câu văn này thì nó cũng không quá phức tạp. Chúng mình chỉ cần dịch từng từ một là chúng ta đã có thể ra nghĩa của câu văn này rồi. Sau đó chúng ta cũng chỉ cần nắm được nghĩa của những cái từ đơn này thôi. Chỉ là những từ đơn thôi đúng không? Không phải là những câu văn gì phức tạp cả, chỉ là từ đơn mà thôi. Chính vì thế nên với dạng đề này, điều quan trọng nhất là các bạn có thật nhiều từ vựng. Càng nhiều từ vựng càng tốt, vì có từ vựng là chắc chắn các bạn sẽ làm được dạng đề này, không hề khó khăn. Rồi, chúng mình cùng nhau đến với ví dụ tiếp theo nhé. Chúng ta có câu văn sau. 친구들은 만납니다. 축구는 합니다. Các bạn thấy đấy, ở câu văn này thì làm sao nhỉ? Nó có hai câu đúng không? Hai câu đơn. Hai câu đơn thì có hai động từ, chúng mình cũng xác định xem là hai động từ nào nhá. Chúng ta có động từ chia đuôi mà namnita và hamnita. Đúng chưa ạ? Hai động từ này. Rồi, và chúng mình cùng xem là những từ mới trong đây gồm có những gì nhá. Chúng ta có đầu tiên là từ chingu. Chingu là gì nhỉ? Là bạn bè.
Chingutul ở đây là chỉ số nhiều, ví dụ như là mình chơi với nhiều bạn bè chẳng hạn, từ 2 người trở lên sẽ gọi là chingutul. Chingutul nhá là bạn bè. Tiếp theo chúng ta có từ manata, là gốc động từ của nó là manata đây. Chia ra là manam gì ta? Chia đuôi đúng không ạ? Nghĩa là gặp gỡ, gặp mặt. Chúng ta có từ chukku. Chukku là bóng đá, là môn bóng đá. Mình nghĩ là ở Việt Nam thì đây là môn thể thao rất là nổi tiếng đúng không ạ? Môn thể thao vua đúng không nhỉ? Chukku là bóng đá, và chukku thì sẽ đi cùng với đuôi hata nhá. Nếu như chukku ấy là, nếu mà để riêng thì nó là danh từ bóng đá, môn thể thao bóng đá. Nhưng khi mà đi cùng với hata thì sẽ là chơi chơi bóng đá, nó sẽ trở thành động từ. Đây là một cấu trúc là một danh từ này cộng với cả hata. Một danh từ cộng với hata. Không phải tất cả các danh từ đều cộng được với hata nhé. Có khá nhiều các danh từ có thể cộng được với hata nhưng không phải là tất cả. Chúng mình sẽ cùng nhau học dần dần xem là những cái từ nào thì có thể đi cùng với hata sau nhé. Một danh từ khi mà cộng với hata sẽ biến cả cái danh từ đó trở thành một một cụm động từ. Ở đây chúng ta có chukku là danh từ môn bóng đá và chukku hata là động từ chơi bóng đá. Rồi chúng ta có hakkyo là trường học. Chúng ta có yoil. Yoil là thứ. Ví dụ như là thứ hai này, won yo in này, chúng ta có thứ ba là hoa yo in này đúng không nhỉ? Khi mà học tiếng Hàn thì chúng ta sẽ phải học một vài những cái thứ ngày tháng, bởi vì thứ ngày tháng của Hàn thì khác hoàn toàn so với Việt Nam. Họ không dùng số thứ tự là thứ hai, thứ ba, thứ tư, mà họ dùng là won yo il, hoa yo il, su yo il. Thế nên là cái việc học thứ ngày tháng thì đôi khi đối với những bạn mới bắt đầu học tiếng Hàn sẽ cảm thấy hơi phức tạp một chút. Thế nhưng mà khi mà học nhiều rồi, gặp nhiều rồi thì sẽ dần dần quen thôi. Chính vì thế nên mình mới nói rằng là việc học tiếng Hàn cũng như là việc luyện đề thì làm càng nhiều, luyện càng nhiều thì trình độ các bạn sẽ ngày càng nâng cao. Chúng ta có cụm tiếp theo là chimi. Chimi là sở thích. Nói về sở thích của cá nhân mình, ví dụ như là mình thích hát này, mình thích đọc sách này, hay là mình thích đàn, mình thích múa chẳng hạn, thì nó là chimi, là sở thích của bản thân mình. Mình làm gì đấy, mình thích làm một cái gì đó. Và cuối cùng chúng ta có từ nalcha là ngày tháng. Nalcha ở đây là chỉ ngày tháng, tức là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu. Ví dụ như là hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 hay là ngày mùng 1 tháng 10 chẳng hạn, thì sẽ sử dụng là nalcha. Bình thường khi mà người ta hỏi là ngày hôm nào thì sẽ là onche đúng không nhỉ? Khi nào onche đúng không nhỉ? Hoặc là người ta có thể hỏi là nalcha, tức là ngày nào thì chúng ta đến, khi nào, ngày nào thì bắt đầu. Nalcha đúng không? Hỏi về ngày ngày tháng đấy ạ, nalcha. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã nắm được từ vựng rồi, chúng mình lại cùng nhau dịch qua câu văn này nhá. Chin cu thứ rất mà năm gì ta? Gặp gỡ bạn bè và chúc cu rất hâm gì ta? Chơi chơi bóng đá đúng không nhỉ? Ở đây hai hành động này là hai hành động như thế nào nhỉ? Hai hành động mà bạn ý làm đúng không? Nhưng mà các bạn phân tích thử xem nhé. Hai hành động này liệu có liên quan gì đến trường học không nhỉ? Không đúng không? Bởi vì chúng ta có chơi bóng đá, mà chơi bóng đá thì chả liên quan đến trường học cả. Đây là một môn thể thao mà đúng không ạ? Vậy thì không thể nào là hakkyo rồi. Chúng ta có từ yoil là thứ. Ở trong câu văn này không hề đề cập gì đến thứ, cũng không hề đề cập gì đến vấn đề thời gian cả đúng không nhỉ? Chúng mình chỉ có hai hành động đơn giản là gặp bạn bè cũng như là chơi bóng đá mà thôi. Không hề có bất kỳ một từ hay bất kỳ một ý nào liên quan đến thứ hay là ngày tháng, thời gian ở đây cả. Vậy thì chúng ta đã có thể loại bỏ thêm được hai đáp án nữa, đó là chính xác, chúng ta có thể loại được yoil là thứ và nalcha là ngày đúng không nhỉ? Vì không có cái gì liên quan đến thời gian cả, chúng ta sẽ không thể nào chọn được thứ hay là ngày tháng cả. Vậy thì đáp án còn lại của chúng ta là sở thích đúng không nhỉ? Bởi vì sao, với những dạng đề như này, ngoài cái việc mà các bạn có thể nắm ra, thì đôi khi với những câu văn mà có thể gây một chút nhầm lẫn như thế này, chúng ta sẽ có một phương pháp khác để làm, đó là phương pháp loại trừ. Nhưng mà với phương pháp này thì mình thấy là nó hơi lâu. Chính vì thế nên là khi mà các bạn đã nắm được ý chính và nắm chắc chắn được nó rồi thì có thể ngay lập tức chọn mà không phải loại trừ. Còn với những bạn mà vẫn còn hơi phân vân thì có thể loại trừ từng phương án một để xem nó có hợp lý không. Nếu thấy không hợp lý thì loại trừ sao cho còn đáp án mà các bạn cảm thấy hợp lý nhất thì có thể chọn đáp án đó nhé. Rồi, chúng ta cùng đến với ví dụ tiếp theo. Chúng ta có, ở đây chúng mình nhìn thấy ngày tháng rồi đúng không nhỉ? Ở đây chúng mình nhìn thấy ngày tháng đúng không? Đúng không ạ? Rồi, chúng mình cùng xem nhá. Chúng ta có gì nhỉ? Từ mới chúng ta có đầu tiên là ul. Ul là tháng, il là ngày. Rồi, chúng ta có gì nữa nhỉ? Theo nata. Chúng ta có y là ngày đúng không? Theo nata là gì? Theo nata là được sinh ra. Được sinh ra, được đẻ ra. Theo nata. Nan cũng là ngày, nhưng mà nó là dạng danh từ và thường là nan lại đứng riêng như thế này. Còn y, khi y đứng như này thì sẽ thường là đứng với cả ngày bao nhiêu đó, ngày bao nhiêu đó. Trước nó thường sẽ có số, ví dụ như này. Là tháng 3 này, ngày 16 này.
đúng không ạ? Samuel Shipyukil, đúng không ạ? Rồi Narcha lại lặp lại, đúng không? Đấy, các bạn thấy đấy, những cái từ vựng trong những cái dạng đề này thì sẽ lặp đi lặp lại và nó không có quá nhiều đâu, thế nên cố gắng học thuộc từng từ một nhé. Chúng ta có từ Narcha là ngày tháng, có gì nhỉ? Có Kachok, Kachok là gia đình, có Senil là sinh nhật, và có từ Chingu gặp lại lần nữa là bạn bè, đúng không nhỉ? Đấy là những từ xuất hiện ở phần đáp án, đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể thấy một điều rõ ràng là những cái từ như là từ Narcha này, đúng không ạ? Narcha này, hay là từ Chingu này, là những từ đã từng gặp ngay câu trước, đúng không nhỉ? Cũng không quá là xa xôi gì cả. Việc lặp đi lặp lại chúng như này các bạn sẽ nhanh chóng nhớ thôi, nên không cần phải quá lo lắng đâu ạ. Rồi, sau khi mà chúng ta cùng phân tích những cái từ mới này thì chúng ta sẽ cùng nhau dịch nhé. Ở Hàn thì các bạn có thể thấy là người ta viết ngược so với người Việt Nam. Việt Nam sẽ là ngày 16 tháng 3, đúng không? Nhưng ở Hàn sẽ là Samuel Shipyukil, tức là tháng viết trước và ngày viết sau. Đây là cách viết của người Hàn, tránh nhầm lẫn khi mà các bạn viết trong tiếng Hàn nhá. Bởi vì đôi khi với những cái bạn mà mới học tiếng Hàn thì vẫn theo thói quen của người Việt Nam chúng ta, đúng không nhỉ? Là viết ngày trước, tháng sau, thứ ngày, tháng, đúng thứ tự, đúng không? Thế nhưng ở Hàn họ sẽ không viết như thế đâu ạ. Họ sẽ viết là năm này, tháng này, xong đến ngày, và cuối cùng là mới đến thứ mở ngoặc ở phía sau. Đấy là cách viết của người Hàn. Chính vì thế là khi mà đọc cũng như là khi mà viết thì tránh nhầm lẫn, bởi vì là cái thứ tự khác nhau nhá. Có rất là nhiều bạn bị nhầm đấy, chứ không phải là ít đâu, bởi vì là cái thói quen mình sinh hoạt từ bé đến lớn là ở Việt Nam, đúng không? Thì cái thứ tự mình cũng học từ bé là như vậy. Khi mà sang Hàn nó bị đổi ngược như này sẽ dẫn đến nhầm lẫn, chuyện rất là bình thường, đúng không nhỉ? Không cần phải quá lo lắng đâu ạ. Rồi, dịch nhá, chúng ta có tháng 3 là ngày 16, tức là ngày 16 tháng 3. Chega, chega tức là nói về tôi, bản thân tôi như thế nào đó. Chega 태어난 날입니다. 태어나다 là được sinh ra và 날 là ngày. Ở đây chúng ta có một cái cấu trúc định ngữ. Đây là cấu trúc ngữ pháp, thường thì nói ra thì có vẻ là hơi phức tạp, thế nhưng mà nó sẽ xuất hiện khá là nhiều, nên mình sẽ giải thích qua cho các bạn để có thể nắm được nhé. 태어난다 tức là chúng ta sẽ có động từ, đúng không ạ? Động từ cộng với cả đuôi như thế này phía dưới sẽ là dạng quá khứ, sẽ là dạng quá khứ nhé, quá khứ. Và khi mà cộng phía sau nó nữa, chúng ta sẽ có như sau. Cộng phía sau danh từ thì cả cái cụm này, cái cụm này sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ đứng sau nó. Ở đây như ví dụ chúng ta có từ 태어나다 là được sinh ra, động từ, đúng không? Động từ được sinh ra, đúng không ạ? Và từ 날 là gì nhỉ? Là danh từ. Vậy chúng ta cùng thử phân tích với nhau nhé. Chúng ta cùng thử phân tích ví dụ này để chúng mình có thể hiểu được một cách khái quát nhất, một cách cơ bản nhất về thế nào gọi là định ngữ. Tất nhiên là khi mà các bạn học trong lúc ôn thi như thế này thì các bạn sẽ không học quá, mình sẽ không hướng dẫn các bạn quá sâu vào ngữ pháp. Mình chỉ hướng dẫn các bạn cách làm thôi. Thế nhưng với những cái ngữ pháp mà xuất hiện thì mình sẽ có thể khái quát qua để các bạn thể hiểu được là cái ngữ pháp này sử dụng như nào, và khi mà dịch thì phải dịch nó ra sao nhá. Ở đây lúc nãy mình nói là động từ, đúng không nhỉ? Động từ gốc của nó là theonata, đúng chưa nhỉ? Khi mà thêm một cái đuôi n ở phía dưới như thế này, đúng chưa ạ? Thành theonan, đúng không ạ? Là quá khứ. Cái việc sinh ra này là việc xảy ra trong quá khứ, đúng không ạ? Và nó bổ nghĩa cho danh từ phía sau là danh từ ngày. Dịch sẽ là ngày mà sinh ra. Ngày sinh của tôi là ngày sinh. Khi mà dịch như này chúng ta sẽ phải dịch danh từ trước nhé. Sau rồi chúng ta mới dịch ở cái mà bổ nghĩa cho nó sau. Ngày sinh của tôi là ngày bao nhiêu nhỉ? 16 tháng 3. Cách dịch với định ngữ sẽ là dịch danh từ đứng sau trước và dịch định ngữ sau. Chúng ta sẽ có ngày và sinh, đúng không nhỉ? Ngày sinh. Ngày sinh của tôi là ngày bao nhiêu đó. Các bạn có thể nhìn thấy cái từ nan này, đúng không nhỉ? Khi mà các bạn tra từ điển, các bạn search là theo nan thì có thể là nó sẽ tự động nhảy sang là theo na tá như thế này. Bởi vì đây mới là động từ gốc của nó. Ở đây thì nó đã được chia rồi, thế nên là đôi khi các bạn nhìn thấy hơi lạ một chút, nhưng mà cố gắng nhá. Khi học từ mới, chúng ta nên học từ gốc. Chúng ta không nên học những cái từ đã chia rồi, chúng ta nên học những cái từ gốc của nó như thế này. Để khi mà nó chia ra làm nhiều dạng khác nhau, chúng ta vẫn có thể hiểu được nó mà không cảm thấy quá lạ lẫm. Bởi vì sao? Khi mà một cái từ như thế này chia ra thì có rất nhiều cách chia, đúng không nhỉ? Rất rất là nhiều cách chia, có thể chia quá khứ này, chia tương lai, rồi thêm những cái cấu trúc phức tạp khác ở phía sau. Nhưng nếu như chúng ta có thể hiểu được cái từ gốc của nó thì dù là chia ra bất kỳ một dạng cấu trúc nào đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể hiểu được là à, nó có nghĩa là gì. Thế mình khuyên các bạn là khi mà học từ mới thì cố gắng là học từ gốc nhá, học động từ gốc của nó như này này. Tất cả những từ ở đây mình đều cố gắng ghi là dạng từ gốc của nó để tránh trong trường hợp các bạn có thể nhìn thấy những cái từ như này. Các bạn thấy, ôi nó không giống từ này, đúng không? Bởi vì nó đã được chia ra rồi. Tất cả từ đây là từ gốc, cố gắng học theo từ gốc nhé. Rồi, phân tích xong rồi đúng không nhỉ? Ngày 16 tháng 3 là ngày sinh của tôi, đúng không ạ? Là ngày sinh, là ngày tôi được sinh ra. Rồi, vậy thì
Chúng ta thử phân tích xem chúng ta có ngày tháng ở đây, các bạn có thể hơi phân vân đúng không? Bởi vì chúng ta có ngày tháng mà, nào cha đúng không nhỉ? Thế nhưng mà lại có từ theo là nở là ngày được sinh ra, vậy thì đang nói về cái gì? Nói về ngày sinh nhật của tôi đúng không ạ? Nói về ngày sinh nhật của tôi, ngày tôi được sinh ra đúng không? Vậy thì nào cha ở đây không quá chính xác. Nếu như từ sinh y ở đây không xuất hiện, trong trường hợp từ sinh y không xuất hiện thì có thể nó là nam cha. Thế nhưng bởi vì từ sinh y xuất hiện thì từ sinh y đúng hơn rất là nhiều đúng không? Nói về về ngày sinh của tôi. Đúng không ạ? Các bạn thấy nhá, không liên quan đến gia đình cả, không hề nhắc đến bố mẹ, anh chị em, cũng không hề nhắc đến một đối tượng nào cả, thế nên là không thể nào là bạn bè được. Chúng ta nếu như có thể phân vân, chỉ có thể phân vân giữa Narita và Sen Il. Thế nhưng khi mà có cái từ sinh ra, được sinh ra như này thì chắc chắn nó là ngày ngày sinh nhật đúng không ạ? Rồi, chúng ta cùng đến với ví dụ tiếp theo nhá. 저는 독서하는 것을 좋아합니다. Chúng mình thấy có một số từ bắt đầu lạ rồi đúng không nhỉ? Không giống những cái từ mới trước để chúng ta học đúng không? Thật ra thì khi mà câu văn thì thường những cái từ mới nó có thể mới. Thế nhưng mà các bạn nhìn phía dưới này. Có hai từ lặp lại rồi đúng không ạ? Có từ Chimi và từ Chuma lặp lại rồi đúng không nhỉ? Lặp lại ở những câu trước rồi đúng không? Có thể thấy đấy là từ mới của nó không hề quá nhiều đâu. Cố gắng học nhé. Chúng ta cùng xem là ngoài hai cái từ mà chúng ta đã cùng nhau học rồi thì còn có những từ mới nào? Chúng ta có. Thứ nhất, túc so. Tục so là việc đọc sách. Cũng giống như từ chúc cu khi nãy mình có nói là một số dạng danh từ khi mà cộng với ha tà ở phía sau. Đúng không ạ? Khi mà cộng với ha tà ở phía sau thì sẽ trở thành một cụm động từ đúng không ạ? Thì tục so cũng là một danh từ. Tục so là cái việc đọc sách. Cái việc mà chúng ta đọc một quyển sách là tục so. Thế nhưng mà khi mà cộng với ha tà thì sẽ thành gì ạ? Động từ đọc sách đúng không ạ? Tôi đọc sách, cái động từ đọc sách đó chuyển thành cả một, đây là một cụm động từ. Và chúng ta lại có một cái nữa đó là nên gót ở đây là cái việc mà tôi đọc sách trở thành một cụm danh từ. Đây là một cụm danh từ là việc đọc sách. Cho nên là tôi đúng không ạ? Tôi thì chúa ha ta là thích, thích. Tôi thích cái gì? Tôi thích cái việc đọc sách. Tôi thích việc đọc sách. Đúng chưa ạ? Rồi. Câu văn bên trên đã hết từ mới, chúng ta cùng nhau đi xuống với cả đáp án phía dưới nhá. Chimi là gì nhỉ? Cùng nhau nhắc lại nào. Chimi là sở thích đúng không ạ? Rồi, chúng ta có từ trang sổ. Trang sô là gì? Trang sô là địa điểm, nói về địa điểm. Chúng mình muốn hỏi về địa điểm hẹn. Trang sô ở gì ấy? Chúng mình muốn hẹn nhau ở đây chẳng hạn. Trang sô ở gì ấy mà nói ạ? Chúng ta gặp nhau ở cái địa điểm nào? Ở gì ấy mà nói ạ? Trang sô ở đây là nói về địa điểm nhá. Chuma lặp lại rồi, nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là cuối tuần đúng không ạ? Rồi và cuối cùng chúng ta có từ trích cóp. Trích cóp là nói về nghề nghiệp. Ví dụ như là nghề nghiệp chúng ta có gì nhỉ? Song sinh nim là làm giáo viên này đúng không nhỉ? Có những có gì nữa nhỉ? Chúng ta có rất là nhiều nghề nghiệp khác nhau đúng không? Khá nô sa, uy sa đúng không nhỉ? Y tá, bác sĩ đúng không? Có rất là nhiều nghề nghiệp thì trích cóp nói chung, đang nói chung của là từ nghề nghiệp. Nghề nghiệp mà chúng ta đang làm, trích cóp, nghề nghiệp. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem là đâu là đoạn đúng nhé. 저는 독서하는 것을 좋아합니다. Tôi thích việc đọc sách đúng không ạ? Tôi thích cái việc đọc sách thì thích nghĩa là gì? Sở thích của cá nhân mình đúng không? Mà chúng ta có sở thích ngay đáp án 1 rồi. Quá dễ dàng đúng không? Nếu mà trong trường hợp mà các bạn phân tích thì các bạn phân tích từ trên xuống dưới thì ngay lập tức các bạn tìm ra đáp án đúng là Jimmy đúng không nhỉ? Sở thích đang nói về sở thích của cá nhân tôi là tôi thích làm một cái gì đó, bởi vì có từ thích ở đây quá rõ ràng rồi. Không có gì phải phân vân cả, tôi thích làm cái gì đó, tức là đang nói về cái sở thích của cá nhân tôi đúng không? Không nói về địa điểm. Đúng không ạ? Chúng ta không hề thấy địa điểm nào được nhắc đến ở đây cả, không hề, ví dụ như là có thể nhắc đến địa điểm như là cửa hàng sách chẳng hạn là so chom, hoặc là ví dụ như là ở thư viện chẳng hạn đúng không nhỉ? Ở tủ so quan chẳng hạn thì có thể là có địa điểm, nhưng ở trong câu này thì lại không hề nhắc đến bất kỳ địa điểm nào cả nên không thể nào là địa điểm được. Chuma là cuối tuần, ở đây không hề nhắc đến thứ ngày tháng, không hề nhắc đến thời gian đúng không ạ? Và trích cóp là nghề nghiệp, chúng ta cũng không hề thấy nghề nghiệp gì ở đây cả. Ở đây chỉ nói về một cái hoạt động mà mình thích làm mà thôi. Thế nên tất nhiên là nó chỉ có thể là đáp án 1, nghĩa là sở thích của cá nhân mình. Khi các bạn muốn nói là mình thích làm một cái gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng 좋아합니다. Ví dụ như là câu này chúng ta có 저는 독서하는 것을 좋아합니다. Với những bạn nam thì có thể các bạn thích gì nhỉ? Thích đá bóng đúng không? Chúng ta sẽ gọi là 저는 축구하는 것을 좋아합니다. Tôi thích cái việc được chơi môn bóng đá. Thích cái việc được chơi môn bóng đá. Nếu như các bạn chỉ nói là 저는 축구 좋아합니다, tức là tôi thích bóng đá, thì người ta sẽ không hiểu rằng là bạn thích xem hay là bạn thích chơi. Còn nếu như bạn nói là 저는 축구하는 것을 좋아합니다, tức là bạn nói là bạn thích
chơi bóng đá, bạn thích cái việc bạn tự mình chơi bóng đá. Cố gắng hơi phân biệt một chút nhé, hơi hơi khác nhau một chút thôi, thế nhưng mà cũng không khác biệt quá nhiều đâu. Nếu như mà trong trường hợp các bạn có thể hơi lúng túng khi mà nói chuyện với người nước người Hàn chẳng hạn, thì các bạn có thể không cần phải là phân biệt quá chính xác, người Hàn cũng sẽ vẫn hiểu thôi ạ. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với ví dụ tiếp theo nhé. 여기에선 싱싱한 해산물은 구입할 수 있습니다. Rồi, chúng mình có thấy một số những cái từ mới hoàn toàn đúng không? Và một số cấu trúc nữa, ở đây có cả cấu trúc đấy. Thì đầu tiên tất nhiên rồi, vẫn như những cái cấu trúc chúng ta sẽ phải cùng nhau tìm hiểu từ mới đúng không ạ? Ở đây thì các bạn thấy là hầu như là không có một từ mới nào mà đã từng xuất hiện trước đó lặp lại ở đây. Thế nên là toàn bộ ở đây có thể là với một số bạn là từ mới. Nhưng mình tin là nếu như những bạn mà thực sự đã quyết định là đi thi kỳ thi năng lực tiếng Hàn thì cái vốn từ vựng bản thân các bạn cũng đã có sẵn rồi đúng không? Nên với những từ mà các bạn biết trước nhá, các bạn có thể đánh dấu từ trước cũng được, đánh dấu trước những từ mà các bạn biết. Và các bạn thử xem là liệu là các bạn có nhớ đúng từ đấy không? Còn nếu như bạn không biết thì có thể tiếp tục cùng mình tìm hiểu nhá. Ở đây chúng ta có gì nhỉ? Xinh xinh hà tà. Xinh xinh hà tà, từ gốc của nó là xinh xinh hà tà, và khi mà chia sẽ thành xinh xinh han. Như mình đã nói lúc nãy xinh xinh han đúng không nhỉ? Là tươi mới đúng không? Xinh xinh han là khi đã chia ra rồi. Còn xinh xinh hà tà mới là tính từ gốc của nó. Đây là tính từ nhá, tính từ thể hiện sự tươi, sự mới. Ở đây có hê san mul ở phía sau là hải sản, tôm cua cá. Hê san mul, mình là một người rất thích hê san mul, mình thực sự rất là thích hê san mul đó. Nên là cua cá ở Hàn thì thực sự là cũng rất là nhiều nữa. Thế nên là nếu mà có cơ hội sang Hàn thì các bạn có thể ăn thử một cái số món ăn, đặc biệt là những cái món cua cá ở những cái vùng biển Hàn Quốc rất là ngon đấy ạ. Và giá thì cũng không quá là đắt đỏ đâu. Rồi, chúng ta có từ kuip hà tà. Kuip hà tà là mua. Đây là từ mà theo như mình đánh giá là nó bắt đầu bước chân lên một chút, không còn là sơ cấp hoàn toàn nữa mà cũng bắt đầu có một chút trung cấp ở đây rồi. Kuip hata là mua. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem là bốn cái đáp án phía dưới có nghĩa là gì nhá. Chúng ta có gechol. Gechol là mùa, nói về bốn mùa xuân hạ thu đông. Có nara là quốc gia, nói về quốc gia, ví dụ như là Việt Nam này, Hàn Quốc này, Mỹ này, Trung Quốc đúng không nhỉ? Là nara. Chúng ta có từ si trang là chợ. Chợ cũng giống như ở Việt Nam thôi, những cái chợ ở Hàn Quốc thì cũng thế thôi ạ. Và cuối cùng chúng ta có từ huil. Huil là ngày nghỉ. Ngày nghỉ, kỳ nghỉ, huil, ngày nghỉ. Chúng ta bắt đầu cùng nhau phân tích nhá. Ở câu văn, đầu tiên chúng ta có 여기에선. Nghĩa là ở đây, 여기 là ở đây. Ở cái địa điểm mà các bạn đang nói, 여기에선 là nói về địa điểm ở đây đang có cái gì? Ở. Chúng ta có đây là từ ở này, và nhỏ kia là đây, ở đây. Ở đây thì chúng mình thấy có su isumida, có thể là ở trong từ vựng không có. Nhiều bạn thắc mắc là tại sao và phải dịch như thế nào, chúng mình sẽ có cấu trúc như sau. Đây là dạng cấu trúc mà sử dụng rất là nhiều. Nó không phải là quá là sơ cấp, thế nhưng mà nó sử dụng rất là nhiều, và mình tin là nó cũng không quá là khó đâu. Mình giải thích cho các bạn ngay bây giờ nhé. Chúng ta có cấu trúc như sau. Ul su itta. Hoặc chúng ta có thể thay ita thành opta. Chúng ta thay ita thành opta. Ul su ita, ul su opta. Dịch là gì? Có thể làm gì đó, không thể làm gì đó. Đây là cấu trúc không thể hoặc có thể làm một cái gì đó. Ở đây chúng ta có từ kuip hata đúng không nhỉ? Chúng ta có từ kuip hata nghĩa là mua, động từ mua. Khi mà chia thì chúng ta sẽ thêm r ở phía sau như thế này. Hal. Kuip hal su isumida, tức là có thể. Có thể mua đúng không nhỉ? Có thể mua được, mua cái gì nhỉ? Hesamun là hải sản. Có thể mua được hải sản tươi ở đây. Tại sao ở đây lại là sinh sinh han? Bởi vì lúc nãy mình giải thích các bạn là động từ khi mà chia như thế này sẽ là dạng quá khứ đúng không? Thế nhưng mà ở đây không thể nào là quá khứ được, bởi vì sinh sinh ha ta nó là tính từ. Chúng ta có như sau. Với tính từ mặc định luôn luôn cộng với cả như thế này, cộng với cả nên như thế này, ân như thế này. Mặc định sẽ cộng với ân như thế này. Tại vì là không có quá khứ hay không có hiện tại có tương lai gì cả. Nó chỉ nói về trạng thái của một vật nào đó mà thôi. Thế nên chúng mình sẽ không cần phải quan trọng với cái vấn đề là thời gian, tức là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chúng mình với tính từ chúng mình luôn luôn mặc định chia như thế này nhá. Còn với động từ thì chúng ta sẽ có những cách chia khác nhau. Như lúc nãy mình nói là nếu mà động từ chia như này sẽ là quá khứ đúng không nhỉ? Còn tương lai và hiện tại sẽ có những cách chia khác nữa. Sau này nếu mà gặp chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm nhé. Rồi, chúng mình cùng nhau thử phân tích lại định ngữ lần nữa này. Xinh xinh hà tà là tươi mới.
chia định ngữ bổ sung cho danh từ ở phía sau là danh từ gì nhỉ? Danh từ hải sản đúng không ạ? Chúng ta dịch là gì nhỉ? Hải sản. Mình nói rồi, dịch từ danh từ trước đúng không? Hải sản tươi, đúng chưa nhỉ? Hải sản tươi, bởi vì cái tươi này nó là bổ nghĩa cho cái danh từ phía sau, nên chúng ta phải dịch danh từ trước và dịch cái bổ nghĩa của nó phía sau là tươi. Hải sản tươi. Vậy thì cả câu này dịch là gì? Ở đây có thể mua được hải sản tươi, đúng chưa ạ? Rồi, sau khi dịch xong chúng ta cùng xem đáp án nhé. Một là mùa, kế cho là bốn mùa. Kế cho bốn mùa có xuân, hạ, thu, đông, có liên quan gì không nhỉ? Không đúng không? Ở đây không hề nói gì đến mùa cả. Nara là quốc gia, ở đây các bạn có thể đề cập đến tên của bất cứ quốc gia nào không? Không hề có tên quốc gia ở đây đúng không? Vậy thì không thể nào là Nara, cũng không thể nào là kế cho được rồi. Chúng ta chỉ còn lại Sichang và Huil. Ở đây có nhắc gì đến ngày nghỉ không nhỉ? Hoàn toàn không có ngày nghỉ đúng không ạ? Không hề nhắc gì đến ngày tháng ở đây cả. Vậy thì cũng không thể nào là ngày nghỉ được. Đáp án cuối cùng chúng ta có thể chọn chỉ có thể là đáp án Sichang mà thôi. Tại vì sao lại là Sichang? Sichang là gì nhỉ? Nghĩa là chợ đúng không ạ? Ở chợ thì bán, buôn bán các đồ đúng không nhỉ? Mà câu văn này thì đang nói là ở đây thì có thể mua được hải sản tươi. Ở đâu? Ở đây là ở đâu? Ở đây tất nhiên là ở chợ rồi đúng không ạ? Đang nói về chợ đấy ạ. Chỉ có ở chợ thì mới buôn bán thôi chứ đúng không ạ? Tất cả những cái đáp án khác thì làm gì có cái gì liên quan đến buôn bán ở phía sau đâu đúng không ạ? Thế nên chỉ có thể chọn lá Sichang mà thôi. Ở câu tiếp theo chúng ta có 어머니는 간호사입니다. 아버지는 회사원입니다. Chúng ta cùng nhau xem từ mới nhá. Ở đây có khá là nhiều từ mới đúng không nhỉ? Tại vì là không hề lặp lại những cái từ mà chúng ta đã từng học phía trước. Chúng ta có 어머니 là mẹ. 아버지 간호사, chúng ta có 간호사 ở đây. 간호사 là y tá làm trong bệnh viện. 아버지 là bố. Chúng ta có 회사원. 회사원 là nhân viên văn phòng, nhân viên công ty. Nhân viên ngồi bàn giấy, nhân viên văn phòng. Rồi, chúng ta có 오빠, anh trai. Từ này rất là quen đúng không nhỉ? Xem phim hay là nghe nhạc thì từ này xuất hiện rất là nhiều. 오빠 là anh trai. Chúng ta có từ 부모. 부모님 là bố mẹ nói chung. Phụ huynh đấy ạ, bố mẹ nói chung. 부모. 고향 là quê hương, nói về quê quán của mình. Mình hiện tại đang du học tại Hàn Quốc thì mình có thể nói là 고향 của mình là ở đâu nhỉ? Tất nhiên rồi, Việt Nam đúng không? Rồi, chúng ta có từ 병원. 병원 là bệnh viện. Chúng ta là bốn đáp án đây của chúng ta đấy ạ. Bệnh viện. Rồi, sau khi mà chúng mình cùng nhau xem qua từ vựng này, chúng mình cùng nhau dịch lại một lần câu văn này nhá. 어머니는 간호사입니다. 입니다 là đúng không ạ? Đuôi là giới thiệu một cái gì đấy. Mẹ tôi là gì? Mẹ tôi là y tá. 아버지는 회사원입니다. Bố tôi là nhân viên văn phòng đúng không ạ? Đang giới thiệu về ai đây nhỉ? Giới thiệu về bố mẹ mình làm nghề gì đúng không? Nhưng mà ở đây không hề có trích cóp, tức là không hề có nghề nghiệp. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ có thể chọn được cái gì nhỉ? Bố mẹ mà thôi. Tại vì sao? Không hề nhắc đến anh trai. Cả câu văn này cũng không hề có gì nhắc đến anh trai cả. Cũng không hề nhắc gì đến quê hương của bạn ý cả, hay là quê hương của bố mẹ bạn ý cả. Chỉ nhắc đến nghề nghiệp mà thôi. Chỉ giới thiệu về nghề nghiệp của bố của mẹ mình mà thôi. Và cuối cùng là ở bệnh viện. Ở đây từ duy nhất có liên quan đến bệnh viện là từ gì nhỉ? Khán hô giả. Y tá đúng không ạ? Từ duy nhất liên quan đến bệnh viện là từ khán hô xa, nghĩa là y tá. Còn bố của bạn ý thì không liên quan gì đến bệnh viện cả, mà bố của bạn ý là nhân viên văn phòng đúng không ạ? Vậy thì không thể nào chọn bệnh viện được, bởi vì nó không bao hàm toàn bộ ý nghĩa của câu văn này. Mà câu văn này bao hàm được toàn bộ ý nghĩa chính là 부모, tức là đang nói về bố mẹ, nhị vị phụ huynh của chúng ta đấy ạ. Đúng không nhỉ? Bạn ý giới thiệu mẹ bạn ý làm nghề gì này, bố bạn ý làm nghề gì này, đúng không? Thế nên là nói về, tất nhiên rồi, chỉ có thể nói về bố mẹ mà thôi. Rồi, câu văn tiếp theo chúng ta có 토요일에 축구를 합니다. 일요일에 쉽니다. 일요일에 쉽니다. Chúng mình sẽ khó thấy lại là một hai câu văn đơn đúng không? Hai câu văn đơn. Hai câu văn đơn này kết thúc bằng hai động từ nhá. Hai động từ ở đây. Rồi, chúng mình cùng nhau xem là dịch như thế nào và từ vựng chúng ta có những từ như thế nào nhá. Chúng ta có đầu tiên là 토요일. Thứ bảy. 토요일 là thứ bảy. 축구를 합니다. Từ này hoàn toàn không mới đúng không nhỉ? Chúng ta vừa gặp cách đây không lâu, khoảng vài câu phía trước thôi. 축구를 합니다. Mình nói lại lần nữa là chúng ta cùng nhau lặp đi lặp lại để nhanh chóng có thể nhớ được từ này nhá. 축구 là bóng đá đúng không ạ? Dạng danh từ. 하다 là động từ đi kèm cùng với 축구 sẽ trở thành cụm động từ đúng không ạ? Việc chơi bóng đá, tôi chơi bóng đá vào thứ bảy đúng không ạ? Chúng ta có 일요일. 일요일 là chủ nhật. 일요일 là chủ nhật. Chúng ta có động từ 쉬다.
chia đuôi sẽ thành 쉬니다 à? Nghĩa là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi không nghỉ. Tức là chúng mình sẽ không làm gì cả, chúng mình nghỉ ngơi thôi, ở nhà nghỉ ngơi thôi, ở nhà nghỉ ngơi chơi bời thôi, không làm gì quá đặc biệt cả đúng không nhỉ? 쉬다. Và chúng ta tiếp tục nhìn bốn đáp án ở phía dưới, chúng ta có thứ nhất là từ 주말. Từ này lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi đúng không ạ? Lặp đi lặp lại vô cùng nhiều rồi, 주말 nghĩa là cuối tuần đúng không ạ? Có từ 오천 ở đây chúng mình không có từ mới 오천 ở đây là nói về buổi sáng, và buổi chiều chúng ta có là 오후. 오후. Ở đây có một mẹo khá hay để các bạn có thể nhớ được về cái câu này, chúng ta có từ 오 đúng không ạ? Từ 오 ở đây trong tiếng Hán, trong tiếng Hán tức là ngọ, và ngọ tức là 12 giờ trưa, chúng ta sẽ có 천 và có 후. Hai từ này là hai từ trái nghĩa, 천 là trước và 후 là sau. Vậy thì 오천 nghĩa là gì nhỉ? 오천 nghĩa là trước 12 giờ trưa, và 오후. 오후 nghĩa là sau 12 giờ trưa, buổi sáng và buổi chiều. Đây là cách mà mình khi mà mới bắt đầu học tiếng Hàn mình nhớ cái từ 오천 và 오후 này để tránh trường hợp nhầm lẫn trong khi sử dụng. Vậy thì chúng ta lấy đáp án của chúng ta là 오천 nghĩa là buổi gì nhỉ? Buổi sáng đúng không ạ? Và 오후 nghĩa là buổi chiều. 오후. Cố gắng nhớ cả cặp từ này nhá để sử dụng, bởi vì từ này sử dụng rất là nhiều đấy ạ. 오천 là buổi sáng. Chúng ta có từ 여름. 여름 là mùa hè. Và cuối cùng chúng ta có từ 달력. 달력 là lịch. Lịch chỉ ngày tháng ạ, lịch. Rồi, sau khi mà nắm được từ vựng chúng ta lại cùng nhau làm gì nhỉ? Đúng rồi, chúng ta lại cùng nhau phân tích câu văn đúng không ạ? 토요일에 축구를 합니다. Mình đã dịch rồi. Thứ bảy thì tôi chơi bóng đá, và 일요일에 là chủ nhật thì làm gì? 쉽니다. Tức là chủ nhật thì tôi nghỉ ngơi. Ở đây chúng ta phải chọn đáp án nào? Có cả thứ ở đây, chúng ta có thể sẽ bị phân vân đúng không nhỉ? Nhưng mà chắc chắn là không thể nào là 오천 được, bởi vì không hề nhắc gì đến sáng hay chiều cả. Ở đây chúng ta chỉ nói về thứ thôi, không hề đến sáng đến chiều đúng không? Cũng không hề nhắc đến nhiệt độ hay nhắc đến thời tiết để chúng ta có thể biết được về mùa đúng không? Thế nên là cũng không thể nào là mùa hè được. Chúng ta chỉ có thể là 주말 hoặc 달력 thôi, tức là có thể là nói về lịch làm việc chẳng hạn, hoặc cũng nói về cuối tuần. Vậy chúng ta phải chọn đáp án nào? Ở đây chúng mình nhìn thấy 일요일 và 토요일. Thứ bảy và chủ nhật, thứ bảy và chủ nhật là những ngày gì ạ? Là những ngày cuối tuần đúng không ạ? Vậy thì đáp án của chúng ta là tất nhiên rồi, là cuối tuần. Ở đây khi mà hai câu văn nói về thứ bảy và chủ nhật là những hoạt động xảy ra vào cuối tuần đúng không? Vậy thì 주말 sẽ là đáp án đúng nhất để có thể nắm được toàn bộ ý chính của hai câu văn này. Quan trọng nhất là các bạn phải nắm được ý, làm sao bao quát được toàn bộ cả câu văn nhá, để làm sao nó đúng nhất, chứ đừng có chỉ chọn theo cảm giác mơ hồ của mình. Vì đôi khi các bạn thể thấy lịch ở đây cũng có thể không sai đúng không nhỉ? Nói về cái lịch trình làm việc của mình, thế nhưng mà nó lại hoàn toàn không gọi là chính xác nhất trong đây. Chính xác nhất chỉ có thể là cuối tuần, bởi vì nó nói về thứ bảy và chủ nhật đúng không ạ? Rồi, nếu ý tiếp theo chúng ta có là 오늘은, lại là thứ ngày tháng thôi, nhìn này, lại vào thứ ngày tháng. 오늘은 5월 1일입니다. 5월 1일입니다. 내일은 5월 2일입니다. 2일입니다. Ở đây phát âm hơi khó một chút, vì chúng ta phải nối từ 2일입니다. Đúng không? Thì phải nối một chút. Thì phát âm hơi khó, thế nhưng là các bạn cứ phát âm từ từ, phát âm chậm thì có thể sẽ làm quen được thôi. Không cần phải nói quá là nhanh đâu. 오늘은 5월 1일입니다. 내일은 5월 2일입니다. Rồi, chúng mình cùng xem có những từ mới nào nhé. Từ won và từ il thì chúng mình gặp rồi đúng không ạ? Nghĩa là ngày và tháng. Khi mà sử dụng thì nói về ngày bao nhiêu và tháng bao nhiêu đúng không? Chúng ta có từ 오늘. 오늘 là hôm nay, chỉ ngày hôm nay. Và chúng ta có từ 내일 là chỉ ngày mai. Còn ngày hôm qua là 어제. Từ này chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ cùng học sau nhé. 내일 là ngày mai. Rồi, chúng ta có từ 방학. Ở dưới đáp án là kỳ nghỉ. Ở đây ở Hàn Quốc thì khác với Việt Nam. Ở Việt Nam thì chúng ta chỉ có một kỳ nghỉ mùa hè thôi đúng không nhỉ? Học sinh sinh viên chỉ có một kỳ nghỉ mùa hè mà thôi. Ở Hàn Quốc thì họ có hai kỳ nghỉ, đó là kỳ nghỉ mùa hè và kỳ nghỉ mùa đông. 여름 방학 và 겨울 방학. 겨울 방학 và 여름 방학. Đúng không ạ? Thì ở Hàn Quốc bởi vì mùa đông của Hàn rất là lạnh và cũng thậm chí là có tuyết như các bạn đã biết, thì cái 겨울 방학 của Hàn Quốc nó cũng kéo dài tương đương với cả kỳ nghỉ hè. Hai kỳ nghỉ này là tương đương nhau.
Đấy là sự khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Khi mà mình sang đây học thì mình sẽ có 2 kỳ nghỉ. Còn ở Việt Nam thì chúng mình chỉ có 1 kỳ nghỉ mùa hè thôi đúng không nhỉ? Còn thường thường thì vào mùa đông chúng ta cũng được nghỉ. Bởi vì sao? Chúng ta nghỉ lễ thì chúng ta không phải là nghỉ theo kiểu nghỉ học, nghỉ hè đúng không nhỉ? Rồi chúng ta có từ Haru là một ngày. Haru là chỉ một ngày, trong một ngày đấy là một cái gì? Trong một ngày, Haru. Rồi, Achim là buổi sáng. Achim ngoài có nghĩa là buổi sáng ra thì nó có nghĩa là bữa sáng nữa. Tùy vào cái động từ ở sau nó hay là cách dùng của nó trong câu thì cái từ Achim này cũng có khá là nhiều nghĩa. Và cuối cùng chúng ta có từ Nalcha. Từ này lặp đi lặp lại quá nhiều rồi đúng không nhỉ? Đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ 2, lần thứ 3 gì đấy rồi đúng không nhỉ? Nalcha là ngày tháng. Rồi ở đây chúng mình sẽ thấy là có ngày tháng rõ ràng không nhỉ? Có ngày có tháng này, có ngày có tháng, cả 2 câu đều có đúng không? Vậy thì cái việc phân vân chúng ta sẽ bắt đầu phải phân vân từng câu từng câu một nhé. Phang hắc là kỳ nghỉ đúng không ạ? Ở đây có nói chỉ đến kỳ nghỉ không? Có nói đến được nghỉ hay gì không ạ? Không hề đúng không? Ở đây chỉ nói về ngày tháng mà thôi. Tất cả chỉ có ngày tháng mà thôi, không hề nói gì đến là ngày không biết được nghỉ hay ngày mới phải đi làm hay đi học gì cả đúng không ạ? Vậy thì không thể nào là kỳ nghỉ được rồi. Haru là một ngày nhưng ở đây là mấy ngày nhỉ? 2 ngày đúng không nhỉ? Hôm nay và ngày mai cơ mà, chứ không thể nào là Haru được đúng không ạ? Rồi, à chim là buổi sáng, ở đây có nhắc gì đến buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối không nhỉ? Không có, nó cũng dịch cùng nhau rồi mà. Chỉ nói là hôm nay là ngày bao nhiêu và ngày mai là ngày bao nhiêu mà thôi, không hề nói đến buổi sáng hay buổi chiều đúng không? Vậy thì loại trừ tiếp chúng ta chỉ còn là Nalcha mà thôi. Chỉ có Nalcha là đúng bởi vì sao ạ? Bởi vì 2 câu văn này không đề cập đến bất kỳ một vấn đề gì ngoài 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 ngày và tháng cả đúng không ạ? Không hề đề cập đến bất kỳ một vấn đề nào khác, chỉ nói xem là hôm nay là ngày bao nhiêu và ngày mai là ngày bao nhiêu mà thôi. Thế nên đáp án duy nhất chúng ta phải chọn chỉ có thể là đáp án 4 mà thôi, Nalcha, ngày tháng. Không khó đúng không ạ? Các bạn thấy là không quá là khó. Phân tích được rồi này, dịch được rồi này thì chắc chắn là dễ dàng chọn đáp án đúng thôi. Ở ví dụ tiếp theo chúng ta lại có tháng nhỉ? Irul. Tháng 1 Irul에는 수업이 없습니다. 학교에 가지 않습니다. Chúng mình có 가지 않습니다 ở đây nhá. Rồi chúng mình cùng xem từ mới. Tiếp tục là từ ul, lặp đi lặp lại lần này lần thứ 3 rồi. Tháng. Lặp đi lặp lại như này các bạn có thể dễ dàng hiểu được cách sử dụng của chúng rồi đúng không nhỉ? Tháng mấy, irul, iul, samul. Đúng không nhỉ? Rồi, chúng ta có gì? Có từ tiếp theo là suop. Ở đây chúng ta có từ suop là từ tiết học. Opsumida. Chúng ta có từ opsumida. Ở đây không có từ người đúng không? Chúng ta có từ opta. Trái nghĩa của opta là gì nhỉ? Itta. Itta là có, opta là không. Itta là có, opta là không. Hai từ này trái nghĩa nhau nhé. Vậy thì câu đầu tiên chúng ta dịch là gì? Vào tháng 1. Irul에는 vào tháng 1 thì không có gì, không có tiết học đúng không ạ? Vào tháng 1 thì không có tiết học. Irul에는 수업이 없습니다. Câu 2 chúng ta có 학교. 학교 cũng lặp lại rồi đúng không ạ? Là trường học. 가다 đây là động từ vô cùng vô cùng vô cùng sơ cấp đúng không nhỉ? 가다. Ở đây là đi đến đâu đó. Chúng ta có một cấu trúc như sau. 지 않습니다. Đây là cấu trúc phủ định dạng dài. Mình sẽ cùng nhau các bạn cùng gọi phân tích nhé. Chúng ta có động từ cộng với cả 지 않습니다. 지 않다. Đây là gốc của nó nhé. Có thể 지 않아요 cũng được khi mà đuôi chia đuôi khác. Mình sẽ chia ở dạng động từ gốc của nó, cái cách chia gốc của nó nhé. Động từ cộng với 지 않다 nghĩa là phủ định. Đây là cấu trúc phủ định. Không phải làm một cái gì đó. Vậy thì câu này động từ của nó là đi đúng không ạ? Đi đến. 학교에 đến trường. Đi đến trường. Phủ định của đi đến trường là gì ạ? Không đi đến trường đúng không ạ? Vậy thì dịch cả câu này sẽ là không phải đi đến trường. Toàn bộ cả 2 câu sẽ là vào tháng 1 thì tôi không có tiết học và tôi không phải đi đến trường đúng không ạ? Rồi, sau khi chúng ta dịch xong câu, chúng ta sẽ cùng xem đáp án. Chúng ta có một là gió heng. Gió heng là du lịch. Tiếp theo chúng ta có từ phang hắc, cũng đã gặp rồi, là kỳ nghỉ đúng không ạ? Nalcha lại gặp lần nữa rồi, ngày tháng. Và cuối cùng chúng ta có từ yak sok, từ này là từ mới, là hứa hẹn một điều gì đó. Yak sok, tôi có hẹn.
약속이 있습니다. Tôi có hẹn, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sau khi mà hiểu được từ mới rồi cũng như là dịch qua một lần câu văn rồi thì cùng nhau xem là câu văn này đâu mới là ý chính của câu văn này nhá. Chúng ta có một là 여행, nghĩa là du lịch, đúng hay sai? Sai bởi vì sao ạ? Bởi vì ở đây không hề nói đến lịch trình bạn ấy sẽ đi du lịch hay làm gì vào cái lúc mà không phải đến trường này, lúc mà không có tiết học này. Không hề nhắc gì đến hoạt động các bạn ấy sẽ làm cả, cũng không hề nhắc đến việc là bạn sẽ đi du lịch hay là đi chơi hay là đi về quê hay như nào cả, đúng không ạ? Không hề có đề cập đến. Chúng ta tiếp theo có từ băng hắc là kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta không phải đến trường, đúng không nhỉ? Như mình, như các bạn cũng thế thôi, là gió râm băng hắc, kỳ nghỉ hè thì không phải đến trường và không có tiết học, đúng không ạ? Vậy thì tất nhiên là điều kiện hoàn toàn đầy đủ rồi, đúng không? Tháng 1 tôi không có tiết học, và không có tiết học mà không phải đến trường thì nghĩa là đang nói về kỳ nghỉ, đúng không ạ? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án 2. Trong trường hợp mà khi đi thi các bạn có thể loại trừ nhá. Với trường hợp mà các bạn đã nắm được đúng rồi này, nắm được chắc rồi này, các bạn chọn được ngay đáp án đúng thì mình không nói làm gì. Nhưng với trường hợp mà các bạn phân vân, các bạn cảm thấy là các bạn muốn làm theo các phương án loại trừ thì với việc loại trừ ngay câu đầu tiên và chọn được đáp án như thế này thì các bạn có thể không cần phải xem xét từ những từ sau nữa để tránh trường hợp mất thời gian, bởi vì những câu này là những câu các bạn cần phải làm nhanh để tiết kiệm thời gian cho những câu phía sau, vì những câu phía sau là những câu có trình độ, mức độ khó hơn khá là nhiều. Vì những câu văn này cố gắng làm thật nhanh và chọn thật nhanh để tiết kiệm thời gian cho mình nhé. Rồi, nhưng mà khi mà chúng mình ôn tập như này thì làm sao nhỉ? Thì mình sẽ giải thích cho các bạn tất cả các từ và giải thích cho các bạn vì sao lại là không phải là đáp án đấy, đúng không? Chúng ta có làm A là nào cha, nghĩa là ngày tháng. Ở đây chỉ có duy nhất xuất hiện từ gì liên quan đến ngày tháng nhỉ? Đúng rồi, từ tháng 1 mà thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái điều trọng tâm của câu văn này không phải là nói về thứ ngày tháng, đúng không? Mà nói về cái việc không có tiết học và việc không phải đến trường này. Cuối cùng là chúng ta có từ nhạc xúc, nghĩa là hẹn. Ở đây chúng ta chả có hẹn, không có hẹn một cái điều gì ở đây cả. Chúng mình chỉ đang kể rằng tháng 1 chúng ta không có tiết học và chúng ta không phải đến trường vào thời điểm đó, nghĩa là chúng ta có một kỳ nghỉ, đúng không ạ? Đáp án phải chọn là đáp án 2. Rồi, ở ví dụ tiếp theo chúng ta có 동생은 입이 작습니다. 귀는 큽니다. 귀는 큽니다. 귀는 큽니다. Rồi, từ mới chúng ta có như sau. 동생 là em. Ở đây nó cả em trai và em gái để sử dụng 동생 nhé. Cả em trai, cả em gái chúng ta đều sử dụng như thế thôi. Chỉ sử dụng nguyên từ 동생 là được, không nhất định là phải thêm em trai, em gái, vì họ là em mình mà, chúng mình không phải phân biệt làm gì cả. Thế nhưng nhá, trong trường hợp gọi anh là chị thì nó lại phân biệt khá là nhiều với giới tính của người nói. Như mình là nữ chẳng hạn, mình sẽ gọi anh trai mình là oppa và gọi chị gái mình là onni. Nhưng khi ví dụ như bạn là con trai chẳng hạn, bạn có anh trai thì bạn gọi anh trai mình là hyeong và gọi chị gái của mình là nuna nhá. Khác nhau khá là nhiều. Chính đây cũng là một cái khác biệt về văn hóa khiến nhiều bạn mới sang Hàn gặp một chút khó khăn trong việc giao tiếp đấy ạ. Nhưng mà chúng mình sẽ cùng nhau học phần đấy ở phía sau nhá. Íp là miệng. Íp. Íp là miệng. Íp là miệng ạ. Rồi, chúng ta có từ chặt tà là nhỏ. Chặt tà là nhỏ, và từ trái nghĩa với nó mình đã nói rồi, học cố gắng học theo những cái cụm từ, hai cái từ trái nghĩa nhau đi cùng nhau, học cùng nhau thì sẽ các bạn phải dễ dàng hơn trong việc sử dụng chúng, đúng không nhỉ? Vậy thì trái nghĩa của nhỏ là to, và to thì ngay phía sau chúng ta có từ cư tả. Cư tả, nhỏ và to, to và nhỏ, hai từ trái nghĩa học cùng với nhau mình với nhá. Chúng ta có quy. Quy là tai, đúng không nhỉ? Là cái tai của mình, quy. Quy là tai. Rồi, ở phần phía dưới đáp án chúng ta có chi mi, đã từng gặp rồi, nghĩa là sở thích, đúng không ạ? Thích làm một cái gì đó. Như mình đã vừa nói lúc nãy, Nuna là chị gái, nhưng mà là ai gọi nhỉ? Là con trai gọi chị gái, đúng không nhỉ? Mới gọi là Nuna nhá. Với con gái gọi chị gái, ví dụ như mình chẳng hạn có chị gái, mình sẽ gọi chị gái mình là gì? Là Onni. Tránh trường hợp gọi nhầm nhá. Tránh trường hợp gọi nhầm. Rồi, chúng ta có từ 얼굴. 얼굴 là khuôn mặt. Toàn bộ khuôn mặt của chúng ta là 얼굴. 얼굴. Và cuối cùng từ trang sô gặp rồi, đúng không nhỉ? Trang sô là gì? Trang sô là địa điểm. Trang sô là địa điểm. Rồi, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu từ vựng rồi này. Chúng mình cùng nhau xem là đây câu văn này nói về điều gì nhá. 동생은 입이 작습니다. Miệng của em tôi thì nhỏ, thì bé. Còn tai thì làm sao nhỉ? Tai to. Tai to miệng nhỏ. Đang miêu tả, đúng không nhỉ? Miêu tả về em mình thôi, đúng không? Miêu tả về em mình. Rồi các bạn cùng phân tích nhá. Miêu tả về em mình thì có liên quan gì đến sở thích của cá nhân mình không ạ? Cũng không nói gì về sở thích của em mình, đúng không ạ? Hoàn toàn không hề nói gì đến sở thích cả. Vậy thì không thể nào là Jimmy được.
Ở đây chúng mình đang nói về ai? Nói về Tung Giang đúng không ạ? Là Tung Giang là em mình đúng không? Tung Giang là em. Tung Giang là em thì làm sao nhỉ? Thì không phải là chị, tất nhiên rồi, là em tất nhiên không thể là chị được rồi. Vậy thì Luna cũng không thể nào là đáp án đúng được. Chúng ta có từ Orkun là nói về gương mặt đúng không ạ? Các bạn thử xem là íp và quy là đang nói về cái gì nhỉ? Đang miêu tả về khuôn mặt đúng không? Đang miêu tả về cái vẻ ngoài, về cái khuôn mặt. Tại vì cả tai đúng không nhỉ? Và cả miệng thì là đều nằm trên cái khuôn mặt của mình đúng không nhỉ? Đều là cái tả về cái gương mặt của một ai đấy đúng không? Vậy thì ở đây nếu chúng ta phân vân, chúng ta nghĩ là chưa chắc, thì mình sẽ phải đi đến đáp án 4 đúng không nhỉ? Chúng ta có từ trang sau là địa điểm. Địa điểm thì sao? Ở đây có nói gì đến địa điểm không ạ? Hoàn toàn không nhắc gì đến địa điểm đúng không nhỉ? Đang miêu tả về một người mà đang miêu tả về tai to này, miệng nhỏ này, không hề nói gì đến địa điểm cả. Vậy thì không thể nào là địa điểm rồi, chúng ta loại trừ hết. Chỉ có thể là Orkun mà thôi. Đáp án chúng ta chỉ có thể chọn là 3, Orkun. Đang miêu tả về khuôn mặt của em mình. Em tôi thì miệng nhỏ, tai to đúng không? Miêu tả về em tôi, miêu tả về gương mặt, thứ trên gương mặt mình, tai và miệng. Ví dụ tiếp theo chúng ta có 선생님은 미국 사람입니다. 저는 스페인 사람입니다. Ở đây chúng ta có từ saram gặp rồi đúng không ạ? Và chúng ta thấy là saram입니다 là người. Người, người như thế nào? Chúng ta cùng xem nhá. Một, 선생님 là giáo viên. Ví dụ như mình đang dạy mọi người học tiếng Hàn chẳng hạn thì mình là giáo viên đúng không nhỉ? Cái này thì không quá khó khăn để mà phải giải thích với các bạn đâu khi mà dịch sang tiếng Việt rồi. Chúng ta có Mỹ Quốc và Spain là tên của hai quốc gia. Mỹ Quốc và Spain là Mỹ và Tây Ban Nha. Cái này thì chỉ học thuộc thôi, không giải thích được cái gì cả. Nó chỉ đơn giản là nói về nước Mỹ và nói về nước Tây Ban Nha mà thôi. Chúng ta có từ Saram thì gặp rồi đúng không nhỉ? Từ Chingu gặp rồi là bạn bè. Nara cũng gặp rồi là quốc gia đúng không ạ? Sinh in là gì? Gặp rồi là sinh nhật. Đó, có thấy không ạ? Trong phần đáp án có 4 đáp án này thì 3 đáp án chúng ta đã từng gặp ở những cái câu trước rồi đúng không ạ? Không quá khó và cũng không quá nhiều từ vựng đâu. Cố gắng học thật là nhiều và thật là chăm chỉ nhá. Rồi, cả từ cuối cùng là từ ca trúc. Từ này chúng ta cũng gặp rồi đúng không nhỉ? Nghĩa là gia đình đúng không ạ? Toàn bộ 4 đáp án này đã từng gặp ở phía trước rồi. Nếu như các bạn đã bắt đầu dần dần nhớ được những từ này rồi thì thật sự rất là tốt đấy ạ. Rồi, sau khi mà nắm được từ vựng chúng ta sẽ cùng nhau dịch qua một lượt câu văn này nhé. 선생님은 미국 사람입니다. Giáo viên thì là người, người gì nhỉ? Người Mỹ. Người Mỹ, các bạn dịch từ từ đằng sau lên đằng trước nhá. Khi mà dịch tiếng Hàn ấy, chúng ta sẽ dịch như sau. Đầu tiên chúng mình phải xác định chủ ngữ. Chủ ngữ trong câu này là gì? Và sau đó chúng ta sẽ dịch từ dưới dịch lên. Giáo viên là người, là, ở đây là im mị tàn là này, là người Mỹ đúng không ạ? Ở đây cũng thế, cho nên là chủ ngữ dịch đầu tiên, tôi là người Tây Ban Nha, dịch từ, dịch chủ ngữ đầu tiên và dịch từ dưới dịch lên phía sau nó đúng không ạ? Rồi, dịch cả câu là giáo viên thì là người Mỹ, còn tôi thì là người Tây Ban Nha. Các bạn thấy ở đây xuất hiện hai cái gì giống nhau? Chính xác, đang nói về quốc gia đúng không nhỉ? Tên quốc gia ở đây mà. Mỹ Quốc và Spain đúng không ạ? Nói về quốc gia, có tên quốc gia ở đây rồi. Vậy thì ngay lập tức chúng ta đã có thể chọn được đáp án đúng. Nếu như chúng ta nắm được từ vựng ở đây chắc chắn chỉ có thể là Nara mà thôi, tức là nói về quốc gia đúng không ạ? Ở đây là giáo viên và tôi thì chắc chắn là không thể nào là mối quan hệ bạn bè được rồi. Sinh nhật là sinh nhật, ở đây không hề có ngày tháng năm sinh hay không hề có bất kỳ một cái gì liên quan đến ngày tháng cả, nên không thể nào là sinh nhật được. Và cuối cùng là ca chúc thì tôi với giáo viên là một mối quan hệ không phải là gia đình đúng không nhỉ? Gia đình ở ca chúc đây là ruột thịt với nhau thôi. Thế nên chỉ có thể chọn là Nara, quốc gia. Rồi, câu tiếp theo chúng ta có 밥이 맛있습니다. 반찬도 맛있습니다. Ở đây chúng mình có từ gì đã nhìn thấy rồi nhỉ? Chính xác chúng ta có từ maxita này. Gặp rồi đúng không? Nghĩa là gì ạ? Các bạn còn nhớ không ạ? Là ngon. Chúng ta có từ xích là ăn xích là gì nhỉ? Là thức ăn đúng không ạ? Gặp rồi đúng không? Mình sẽ chỉ khách những cái từ mà chúng ta đã từng gặp mà thôi. Những từ chưa gặp thì lát nữa chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bên này sau nhé. Chúng ta có từ gặp rồi, masita là ngon đúng không ạ? Có từ xích là thức ăn. Chúng ta có từ si can là thời gian đúng không ạ? Và nalcha gặp rất rất nhiều rồi đúng không nhỉ?
là ngày tháng gặp rất rất nhiều lần rồi đúng không? Rồi, chúng ta cùng nhau xem nhé. Những từ còn lại có nghĩa là gì? Bóc, bọc nghĩa là cơm. Hàn Quốc thì họ thực sự rất là thích ăn cơm, mình phải công nhận điều này. Mình mới sang Hàn mình cảm thấy khá ngạc nhiên khi họ ăn cơm, thực sự là ngày một ngày ăn cơm hai ba bữa, buổi sáng họ cũng ăn cơm. Khác với Việt Nam thì ở Việt Nam buổi sáng mình sẽ thường đi ăn ở bên ngoài những cái món nước hay là những cái món ăn mình nhẹ nhàng khác như là ăn bánh mì này, ăn phở đúng không nhỉ? Hay là có thể ăn những cái món bún khác chẳng hạn đúng không? Nhưng mà không có quá nhiều người ăn cơm. Ở Hàn thì khác, ở Hàn thì thời điểm hiện tại ở giới trẻ thì đúng là họ có thể bận rộn nhưng có thể ăn những cái món khác ở bên các cửa hàng tiện lợi bên ngoài. Nhưng đối với những người tại Hàn Quốc, sinh sống tại Hàn Quốc mà sống với gia đình thì bữa sáng của họ vẫn là ăn cơm. Vẫn là ăn cơm đấy ạ, không phải như Việt Nam đâu. Và bữa tối của họ cũng thế, họ cũng sẽ ăn cơm. Cơm với người Hàn Quốc thì là một món ăn chính, ăn cả hai bữa ở trong ngày. Bóc, cơm, chúng ta có pháp vị. Mà xít tà là gì nhờ? Mình vừa nói rồi, nghĩa là ngon đúng không? Cơm thì ngon. Papi, papi mà sisumida. Chúng ta có từ mới, banchan. Banchan là gì? Đồ ăn kèm. Nếu mà nói đồ ăn kèm thì nhiều bạn chỉ nghĩ đơn giản nó là kim chi mà thôi đúng không? Thế nhưng không phải nhá. Khi các bạn sang Hàn Quốc, các bạn đi ăn ở một cửa hàng nào đấy thì đồ ăn kèm sẽ được đưa ra trước và các bạn thấy hơi ngạc nhiên. Thậm chí là một số bạn thì khi mà lần đầu tiên tiếp xúc văn hóa Hàn Quốc sẽ rất là ngạc nhiên, bởi vì sao ạ? Chúng ta sẽ có một bàn rất là nhiều những cái món ăn kèm. Ngoài kim chi ra này, chúng ta có thể có một số những món cá ăn kèm này, hay là một số những cái món nấm xào hay một số món khác ăn kèm. Rất là nhiều món chứ không chỉ đơn giản là kim chi như các bạn nghĩ đâu. Cái món ăn kèm này thì là rất là nhiều. Và thường nếu như các bạn sang Hàn Quốc thì bữa cơm của người Hàn Quốc ngoài những món chính ra cùng với cơm ra thì họ sẽ có rất là nhiều cái món banchan ăn kèm. Ăn kèm. Và đặc biệt là nếu mà đi đến các nhà hàng ăn chẳng hạn, các bạn gọi món chẳng hạn, thì trước khi món chính được bày ra thì người ta sẽ bày cho các bạn một bàn rất là nhiều cái món banchan khác. Các bạn có thể ăn trong lúc mà chờ món chính ra cũng được, hoặc là có thể ăn kèm cùng với món chính cũng được. Rồi, tô. Ở đây, banchan tô nghĩa là cũng. Chúng ta có từ tô là cũng. Cũng như thế nào nhỉ? Cũng ngon đúng không nhỉ? Cũng ngon, vì phía sau cũng là từ mã xít tà mà cũng ngon. Rồi, chúng ta có banchan đồ ăn kèm. Um식 là đồ ăn mình nói rồi. Mulgon. Mulgon là đồ vật. Cái này là đồ vật, cái này cũng là đồ vật, đúng không ạ? Mulgon, đồ vật. Chúng ta có từ sigan là thời gian và từ nalcha cũng đã gặp rồi, nghĩa là gì nhỉ? Là ngày tháng đúng không ạ? Nalcha, ngày tháng, sigan là thời gian. Rồi, từ mới chỉ có thế này thôi ạ. Và như các bạn thấy là đã có 3 từ mà chúng mình, 3, 4 từ gì đó chúng ta đã học gặp từ trước rồi đúng không? Chỉ cần lặp lại thôi, chúng mình đã gợi nhớ những ký ức mà chúng ta đã từng có những câu văn trước và chúng ta thì nhớ được từ vựng rồi đúng không nhỉ? Rồi, sau khi nắm được từ mới, chúng ta sẽ cùng nhau dịch lại một lần câu này nhé. 밥이 맛있습니다. 반찬도 맛있습니다. Cơm thì ngon và đồ ăn kèm thì cũng ngon. Ở đây đang nói về cái gì? Chúng ta có 맛있다 nghĩa là ngon. Cái gì thì ngon được nhỉ? Tất nhiên rồi, chỉ có thức ăn là có thể ngon được thôi, đúng không ạ? Tất nhiên rồi, chỉ có thức ăn là có thể ngon được thôi. Đồ vật chúng mình không thể nếm vào mồm mà chúng mình nói là ngon hay không ngon được đúng không? Thời gian thì lại càng là thứ mà chúng ta thậm chí không thể nhìn thấy chứ đừng nói đến là nếm được đúng không ạ? Vậy thì chắc chắn là không thể nào là chican và nan cha rồi. Cái này thì quá rõ ràng đúng không? Không cần phải phân tích quá nhiều bởi vì thứ duy nhất mà có thể ngon được chỉ có thể là um식 mà thôi đúng không ạ? Mulgon thì không thể nào mà ngon được, đồ vật không thể ngon được, thời gian không thể ngon được và thứ ngày tháng thì lại càng không thể ngon được đúng không ạ? Toàn là những thứ mà không thể nào nếm được đúng không ạ? Rồi, ví dụ tiếp theo chúng ta có 영희 씨는 컴퓨터를 가르칩니다. 컴퓨터 선생님입니다. Ở đây chúng ta có từ 선생님 gặp rồi đúng không ạ? Gặp rồi đúng không? Chúng ta có từ 직업 cũng đã gặp trước đó rồi. Các bạn còn nhớ không ạ? Từ 나이 cũng gặp trước đó rồi. 생일 và 가족 cũng đã gặp trước đó rồi. Cả 4 đáp án này chúng ta đều đã gặp ở trước đó rồi đúng không ạ? Rồi các bạn còn nhớ không nhỉ? Thử nhớ lại một chút xem nào. Thử nhớ lại một chút xem nghĩa của những cái từ mà mình gạch chân ở đây nghĩa là gì nào. Cùng xem các bạn nhớ đúng không nhá. Chúng ta có những từ như sau. Một, computer. Ở đây là máy tính. Computer là máy tính, đây là tiếng Anh đúng không ạ? Đây là gốc là tiếng Anh, dịch sang tiếng Hàn là computer. Chúng mình có 가르치다. Động từ này mới này. Nó là dạy. Như mình đang là Hàn Quốc co đúng không ạ? Dạy các bạn tiếng Hàn. Hàn Quốc co đơn khá rư chim nhỉ ta. Tôi đang dạy tiếng Hàn đúng không ạ? 선생님 là giáo viên.
Sơn sinh nghiêm là giáo viên. Chúng ta có trích cóp là y, sành y và ca trúc. Trích cóp là nghề nghiệp đã từng gặp một lần rồi. Là y cũng có rồi đúng không nhỉ? Là nói về tuổi tác của mình. Sành y là nói về sinh nhật và ca trúc là nói về gia đình ruột thịt của mình. Bốn từ này, cả bốn từ đều từng gặp rồi đúng không? Mình chỉ nhắc lại để các bạn có thể bắt đầu dần dần có những ký ức cơ bản về những từ mới này thôi. Rồi, sau khi có từ mới chúng mình cùng nhau dịch câu này nhé. Yong hi si ở đây chúng mình có ở Hàn ấy ạ. Khi mà lần đầu tiên gặp hoặc là khi mà nói về một người nào đó để thể hiện sự lịch sự của bản thân, họ sẽ thêm đôi si ở phía sau như thế này. Yong hi si, bạn, cái người này, cái vị này, cái vị yong hi đây là tên riêng nhá. Yong hi si nen computer은 가르칩니다. Yong hi thì dạy về máy tính đúng không ạ? Dạy về tin học đấy ạ, dạy về máy tính. Computer 선생님입니다 là giáo viên, giáo viên máy tính là giáo viên tin học đấy ạ. Yonghi dạy về máy tính và cậu ấy là giáo viên tin học, giáo viên máy tính đúng không ạ? Ở đây đang nói về điều gì? Đang nói về Yonghi. Nói về cái gì của Yonghi? Nói về nghề nghiệp của Yonghi đúng không ạ? Cậu ấy là người dạy môn tin học và cậu ấy là giáo viên môn tin học đúng không ạ? Đang nói về nghề nghiệp đúng không? Không hề nhắc đến tuổi tác của Yonghi, không hề nhắc đến ngày sinh, cũng không hề nhắc đến gia đình của Yonghi. Ba cái này có thể dễ dàng bị loại bỏ mà không hề cần phải phân vân. Ở đây chúng ta chỉ có thể chọn đáp án đầu tiên là trích cóp. Nghề nghiệp của cậu ấy là gì? Nghề nghiệp của cậu ấy là giáo viên tin học đúng không ạ? Các bạn thấy là cách dịch của những câu này thì không quá là khó đúng không? Mình đã nói rồi, cách dịch đầu tiên sẽ là gì nhỉ? Xác định chủ ngữ. Yonghi shinen. Yonghi shinen là chủ ngữ ở đây, nghĩa là Yonghi, cậu Yonghi này thì dịch từ dưới dịch lên. Dạy máy tính, dịch từ dưới dịch lên. Computer 선생님입니다 là giáo viên tin học. Dịch từ dưới dịch lên là giáo viên tin học đúng không nhỉ? Không quá khó dịch đúng không? Bởi vì những câu văn này hoàn toàn mới chỉ là những câu văn đơn mà thôi, chưa phải là những câu văn phức, không quá khó khăn để các bạn dịch được đâu ạ. Thế nên là cứ dịch đúng theo như cách hình hướng dẫn, xác định chủ ngữ dịch đầu tiên, dịch từ dưới dịch lên phía sau là các bạn có thể nắm được ý nghĩa của câu rồi. Rồi và với câu cuối cùng trong bài học ngày hôm nay chúng ta có gì nào? 운동은 좋아합니다. 축구는 자주 합니다. 축구합니다. Chúng ta lại gặp một lần nữa rồi này. 축구합니다. Nhưng ở giữa chúng ta có từ 자주 đúng không nhỉ? Chúng ta cùng tìm hiểu xem là tại sao từ 자주 xuất hiện ở đây nhá. Chúng ta có từ 운동 là vận động thể thao, nói về rất nhiều, nói chung về những cái môn thể thao ngoài bóng đá là chúng ta có bóng rổ này, nông cu này, có bóng chày, có giạp cu này đúng không nhỉ? Có rất là nhiều các môn thể thao khác nữa. Kể cả như là những cái môn thể thao bơi lội cũng có thể tính là 운동 được nhá. Miễn là vận động thể thao đều có thể sử dụng từ này được. 좋아하다 gặp rồi, nghĩa là thích đúng không ạ? Tôi thì thích thể thao, tôi thì thích vận động. 축구는 자주 합니다. Thì 축구 và từ 하다 này đi cùng với nhau là gì? Mình đã nói đến này, lần này chắc chắn là phải lần thứ 3 rồi trong chỉ một bài học ngày hôm nay thôi. Các bạn còn nhớ không nhỉ? 축구는 합니다. 축구는 합니다 là chơi bóng đúng không nhỉ? Chơi bóng đá. Vậy thì từ 자주 ở giữa nghĩa là từ thường xuyên, bổ nghĩa cho cái tần suất chơi đúng không nhỉ? 운동은 좋아합니다. Tôi thích vận động và tôi thì thường xuyên chơi bóng đá. Cái 자주 này là chỉ tần suất hoạt động của một hành động nào đấy, tôi thường xuyên hoặc tôi thường xuyên đến lớp, tôi thường xuyên đọc sách chẳng hạn, thì có bổ nghĩa cho tần suất của cái hoạt động đó. 자주 thường xuyên chơi bóng đá. Bốn từ ở phía dưới chúng ta có như sau. 날씨 gặp rồi nghĩa là thì có thể là chưa gặp đúng không nhỉ? Chúng ta mới gặp 날짜 thôi đúng không? 날씨 chúng ta có là thời tiết. Ví dụ như là hôm nay trời nắng này, hôm nay trời nóng này, hôm nay trời lạnh, hôm nay trời có tuyết này, hoặc hôm nay trời có mưa này. Nói về thời tiết nhá. Từ 시간 chắc chắn là gặp rồi đúng không ạ? 시간 vừa gặp ngay câu trước thôi, nghĩa là thời gian. Từ 취미 này cũng gặp rất là nhiều lần rồi, nghĩa là sở thích. Và cuối cùng chúng ta có từ mới 친척. 친척. 친척 là họ hàng. Ngoài gia đình, ví dụ như là nói về bố mẹ này, ông bà này, anh chị em ruột thịt của mình ra thì ai cũng thể có họ hàng nhỉ, có cô dì chú bác đúng không? Thì đó chính là chim chóc họ hàng của mình. Rồi, sau khi nắm được từ vựng thì cũng giống như những câu trước, chúng ta sẽ cùng nhau dịch lại và phân tích lại câu văn này nhá. Tôi thì thích thể thao, thích vận động và tôi thì thường xuyên chơi bóng đá đúng không? Đây đang nói về cái gì? Nói về hoạt động của bạn ý đúng không? Và nói về sở thích của bạn ý đúng không ạ? Sở thích nghĩa là sở thích gì nhỉ? Sở thích chơi thể thao và cái sở thích đặc biệt nhất và nói kỹ hơn một chút đó là chơi bóng đá đúng không? Nói về cái gì? Rõ ràng rồi, mình cũng đã vừa nói ra đáp án rồi đấy ạ.
Nói về sở thích đúng không ạ? Vậy thì đáp án của chúng ta là Jimmy đúng không ạ? Là sở thích. Ở đây không hề nói gì đến Narasi cả, không hề có Pika Ota hay là không hề có những cái đó, không hề có mưa này, không hề có nắng gì cả ở đây. Đúng không nhỉ? Không hề có thời gian. Ở đây không hề có thứ ngày tháng, không hề có thời gian mấy giờ hay mấy giờ cả. Và cũng không nói gì đến họ hàng vì ở đây đang nói về bản thân người nói, bản thân cái người mà nói ra câu văn này là người nói như thế nào. Họ thích cái gì và họ thường làm cái gì. Đáp án chỉ có thể duy nhất chọn được là Jimmy mà thôi. Trong trường hợp loại trừ thì cũng rất là dễ dàng để loại trừ đúng không ạ? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Bài học này là bài học đầu tiên và cũng là dạng đề dễ nhất. Mình hy vọng rằng là các bạn có thể dễ dàng đạt được điểm của những câu này và cũng như là làm thật nhanh để tiết kiệm thời gian cho những câu văn sau. Mình hy vọng rằng là thông qua khóa học này, các bạn sẽ bắt đầu nắm được dần dần những từ vựng sơ cấp này, bước dần dần lên những cái trung cấp cao hơn một chút cũng như là một số những cái cấu trúc cơ bản thường sử dụng trong những dạng đề thi năng lực tiếng Hàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo. 감사합니다.